người ta review đồ ăn quán xá, còn nay thì tôi sẽ review nhân viên quán này cho các bạn coi nha. Không phải là kỳ thị đâu, nhưng mà nhân viên ở đây nó lạ sao á, kỳ cục lắm luôn á. Quán này á thì bao nuôi hơn 40 bạn nhân viên lận. Nhân viên thì chảnh lắm, vô nói chuyện hỏi quá trời luôn mà không một ai đáp lại hết trơn. Em tên gì, nhà em ở đâu, em gì nữa nhỉ? Tôi quay chứng minh cho các bạn xem. Tưởng đâu mấy bà ở đây chuẩn bị đi thi sumo không á. Một số nhân viên ăn mặc rất là lịch sự, tiếp khách nhiệt tình cực kỳ. Một số khác á, đi làm mà mặc đồ công chúa nè, đồ nữ sinh Nhật Bản, đồ cosplay for my wear, đồ Chanel, Gucci, đồ đó. Mà hả, chưa kể còn có đồ cổ trang Balenciaga nữa nè. Đi đứng á, mà tưởng đâu là siêu mẫu không á. Đang giờ làm việc mà ngủ vắt lưỡi luôn. Giờ làm việc á, mà tụm 5, tụm 3 đi ăn đồ hải sản. Rồi đưa cho khách con tôm, tưởng đâu là ăn chung cho vui, ai dè bắt khách đút cho ăn mới được. Này là bóc lột sức lao động của khách nè, công lý ở đâu mà nhân văn ở đâu nữa chứ. Bỏ 98 cành ra đi ăn buffet đồ ăn vặt không giới hạn với hơn 30 món ở trung tâm quận nhất thì đáng lẽ nhân viên phải chiều khách. Đằng này á, đụng chạm có tí thôi mà quay ra chả treo vậy nè, tức quá. Lần sau là phải rủ thêm hội bạn cùng đi.